chào tất cả các bạn. Mình tự giới thiệu, mình là Hiệu, làm việc tại trung tâm âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Hôm nay thì khá là rảnh rỗi cho nên mình cũng làm cái clip test cái cục đẩy công suất 4 kênh hàng phân phối độc quyền tại bên âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Cái cục đẩy là PDCJ AC4850. Dòng cục đẩy này thì là một dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường và đang được bên mình phân phối với nhận được rất là nhiều phản hồi đánh giá cao của bên khách hàng. Nó sử dụng 4 kênh riêng biệt, 4 coi kênh công suất 1, 2, 3, 4, 4 kênh hoạt động riêng biệt từng kênh. Nó là một sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc. Trong sản phẩm này bên mình thì nó được cấu tạo sử dụng 48 con MOSFET có bù áp, 48 con MOSFET có bù áp, cho nên nó cho ra một công suất rất là lớn. Đánh một lần của nó có thể đánh được 2 cặp phun đôi 4 tấc, phun đôi 725. Cấu trúc nguồn đồng rất là lớn, nguồn tròn trong phô xuyến. Và sử dụng 16 con tụ lọc nguồn. Đây là hệ thống bộ tụ nguồn của nó, có nhôm tản nhiệt. 48 con phét, các bạn đếm xem. 1 2 3 4 5 6 6 con. Bên này 6 con là 12 con, về bên dưới cũng 12 con nữa là 24 con. Đây là những cái dòng bù áp của nó. Những cái dòng men thế hệ mới bây giờ của bên mình thì nó sẽ được trang bị là có thêm cái bù áp. Đây là bù áp để khi nó cấp nguồn những cái dòng, khi mà cái dòng men của mình có thể hoạt động ở những cái môi trường điện yếu thì nó vẫn không bị tụt nguồn mà vẫn chạy bình thường. Cho nên các bạn từ nay là yên tâm, khỏi lo về vấn đề điện yếu. Đây là hình thức của nó. Một cái men được thiết kế rất là mỏng, gọn nhẹ, chỉ tầm khoảng 28 kg thôi, rất là nhẹ, phù hợp cho anh chị em trong việc di chuyển. Cổng phía sau cũng được thiết kế bốn đầu ra loa riêng biệt. Nó bốn đầu ra có bao gồm bốn đầu rắc bít công này đấy, và bốn đầu rắc xoáy bình thường. Đầu vô cũng vậy, đầu vô thì nó được thiết kế bốn cổng rắc Canon đó, các bạn thấy chưa, như mình đang cắm đây. Sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường là đang được phân phối độc quyền tại bên trung tâm âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng này, các bạn vui lòng liên hệ với bên mình qua số điện thoại 0934554129, hoặc là các bạn có thể ghé trực tiếp đến bên công ty của bên mình. Công ty địa chỉ 989 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để xem trực tiếp và có thể test hàng. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe 4 kênh riêng biệt của nó nhé. Các bạn thấy không, hiện tại mình đang đánh 4 thùng loa 4 thước đôi. Mình chỉ mở một chút xíu thôi, đèn chưa nháy một nửa mà công suất ra loa rất là lớn. Dòng này thì nó là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc, công nghệ của châu Âu. Âm thanh rất là đánh full, tiếng rất là sáng, sạch và chi tiết, đi rất là xa, khác hoàn toàn những cái dòng men và nhái ngoài thị trường. Liên hệ với bên mình, trung tâm lắp đặt âm thanh ánh sáng Thanh Huy,
để có những cái giải pháp âm thanh tối ưu nhất cho các bạn, khắc phục những dàn âm thanh mà đã bị xuống cấp, hay là các bạn có thể những dàn âm thanh mà nghe chưa đạt tiêu chuẩn thì hãy liên hệ với bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip giới thiệu về sản phẩm của mình. Chúc các bạn luôn luôn là thành công và có thể lựa chọn cho mình được một số những cái dòng men mà mình cảm thấy là ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.